Xin chào các bạn, hôm nay mình có chiếc One Mic 4. Tuy nhiên thì nó đang bị sọc màn hình. Các bạn thấy nó sọc, bị sọc ở chỗ này. Đó. Vừa mới khui hộp bán được khoảng 1 tuần thì nó bị sọc. Nên là mình sẽ thay cái bàn phím, thay cái màn hình, linh kiện của mình đã đặt về đây. Đây là chiếc màn hình của One Mic 4. Các bạn thấy cái viền màn hình rất là mỏng. Đó. Cái phần dán của nó còn mới tí luôn. Một tí dán, ấy hãng dán sẵn cái keo chỗ này, một chút ở đây, nó rất bé. Ok, đó. Giờ mình sẽ tháo chiếc này ra, sử dụng chiếc cái da hút như này. Mình thì đồ nghề thì chưa có, tuy nhiên thì trước khi ấy phải khò nóng nó một chút để cho nó chảy keo. Bình thường là mình sẽ dùng cái mâm nhiệt, tuy nhiên nếu mà mâm nhiệt thì phải tháo tung cái máy ra để mà đặt cái màn hình này lên trên để tháo. Ở đây thì mình sẽ tháo trực tiếp ở trên máy. Đây là chiếc máy khò giống như chiếc máy sấy á, tuy nhiên thì công suất nó cao hơn, sấy nóng cái mặt lưng, vì toàn bộ chiếc máy này là sử dụng vỏ nhôm nên là độ truyền nhiệt của nó rất là nhanh. Bình thường thì chúng ta sẽ ốp cái này vào cái máy bàn nhiệt, ví dụ như iPad hay bếp chẳng hạn thì sử dụng bàn nhiệt, đây thì mình dùng máy khò luôn. Giờ thay màn hình thì nó cũng khá là đơn giản, thì vì cái màn hình này nó không phải là thay cảm ứng hoặc là thay cái màn hình ở dưới mà mình thay cả cụm. Đó. Hàng điện tử thì nói chung là cũng khá là hên xui, không may vấn đề gì đó là sẽ bị sọc màn hình hoặc là bị mình di chuyển chẳng hạn va đập, hoặc là mặc dù là máy không móp biết gì cả thì nó cũng có khả năng bị sọc màn đó. Mà cái màn hình này thì cái viền màn hình rất là mỏng nên là khả năng bị chống sốc thứ linh tinh của nó cũng không thể bằng cái viền màn hình dày. Rồi, khá lắm rồi. Mình sẽ ở phía giữa trước. Đó, nhấc dần, lại dần. Đó. Nóng quá. Rồi. Cái móng tay của mình khá là dày. Đó, nên là mình có thể dùng móng tay để mình cậy luôn được. Nhưng bạn nào mà không có móng tay thì nên sử dụng một cái thẻ ATM hoặc là cái dụng cụ chuyên dụng. Ok. Đó, chúng ta tách được cái màn hình này ra rồi. Rất là đơn giản. Bây giờ mình sẽ tháo cáp. Ở chiếc màn hình này nó có hai cáp. Đây là trước đây là cáp cảm ứng này. Đó, chúng ta sẽ tháo ra. Và cáp màn hình. Cáp màn hình thì cần phải tháo cái băng dính này. Ok. Đó. Đây chúng ta tháo ra màn hình, thay cái màn hình mới. Nói chung là cũng khá là đơn giản. Tuy nhiên thì chiếc màn hình mới này thì nó lại không có cái keo. Cái keo của nó chỉ có ở vị trí viền cạnh thôi. Bây giờ mình sẽ dán thêm cái keo mới. Keo viền, nói chung là viền cực kỳ mỏng. Chiếc máy tính viền mỏng quá. Hãy
Với những điện thoại ấy, thì nó bé thì mình sử dụng keo, cái keo ấy luôn. Nhưng mà chiếc máy này thì mình dùng keo như giấy băng dán hai mặt như thế này. Ok. Đó. Chiếc này mà rơi một phát thì tan tinh luôn. Bởi vì cái lớp keo gốc của cái màn hình này nó sẽ dày hơn cái gốc keo gốc mà mình dán thêm này. Nên là do vậy là mình sẽ thêm một lớp nữa. Tất cả những thứ sửa chữa thì thay thế linh kiện thì nó là cái dễ dàng nhất rồi. Đấy, tuy nhiên thì cũng không phải là ai cũng có thể kê tay mà làm. Tốt nhất là nên để cho thợ. Người ta làm thì người ta sẽ bảo hành bảo tỏi cho các bạn. Mình sẽ dán một chút ở phía dưới. Tất cả những cái chỗ mà dán cái màn hình này ấy, nó chỉ có 1 ly thôi, rất là bé, tầm khoảng 1 ly, 1 ly rưỡi như vậy, y như điện thoại luôn. Nói chung là màn hình của OneMic rất là mỏng, mỏng hơn rất nhiều so với Surface Go. Đấy, như khi mà cắt cái chỗ này thì chúng ta cẩn thận. Đấy, xén vào cái cáp cảm ứng này thôi đi luôn cái màn 2-3 triệu. Rồi, ok. Giờ mình sẽ lột cái băng dán này ra. Đấy, hãng nó cho cái băng dán mới tệ. Bây giờ mình sẽ lột tiếp cái băng dán của mình. Nói chung là rất mỏng. Ui trời. Thật là vãi chưa. Nhưng mà trước khi mà mình gắn cái màn hình vào ấy, thì tốt nhất là nên thử. Thử trước khi sử dụng. Ok. Đây là chiếc màn hình vừa mới nhập về. Cái màn này là kèm cảm ứng luôn đấy. Đó, bây giờ màn hình nhân lên rồi, cảm ứng nhận rồi, mình sẽ thử test qua. Đấy, sau đó sẽ đóng gói lại. Ok. Hiện tại thì là phải lấy băng dán ở chiếc màn hình cũ. Chúng ta có thể lấy băng dính mới tinh. Tuy nhiên thì hiện tại là mình không chưa chuẩn bị, băng dính đang bị thất lạc mất.
khoảng không làm việc khá là nhỏ. Dán được cố định cáp. Đó. Cái màn hình này là chế riêng cho chiếc nó chiếc One Mic 4 nên là nó vừa khít luôn. Rồi, quá đẹp. Nói chung là cũng khá là dễ dàng khi mà thay thế cái màn hình này. Các bạn nếu có thể đặt tự đặt linh kiện về và thay. Khá là đơn giản, không cần phải tháo máy. Nếu mà tháo máy ra thì cũng cũng đơn giản thôi. Tuy nhiên thì mất công, mình lại phải lắp lại. Đó. Ok. Phi 10 năm. Không biết là phi bao nhiêu. Chiếc máy này phiên bản Platinum nhé. Phi 123. Ok. Đó, hết sạc rồi. Chúng ta sang màn hình độ phân giải cao nhất. Đó, đây là độ phân giải, độ sáng cao nhất chứ, mình nhầm. Rồi, ok. Bây giờ chiếc máy này đã xong rồi. Thay thế cũng rất là đơn giản. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.